Má em hừng đông đi cày bừa, tía em hừng đông đi cày bừa. Muốn cày bừa, muốn đưa cơm là phải có cặp lồng. Và đây, quý vị thân mến, ngày hôm nay mình đã mang đến cho tất cả quý vạn và các vị một chiếc cặp lồng bằng vàng. Thực ra nó là mạ vàng. Trước đây thì anh Vinh đã review cho các bạn xem một chiếc cặp lồng bằng bạc, thực ra là mạ bạc, với mức giá là trên dưới 100 triệu đồng. Nhưng mà cái cặp lồng này thì giá của nó gấp khoảng đâu đó 4 lần như vậy, nghĩa là trên dưới 400 triệu đồng. Và có một vị khách mời đặc biệt đã gửi cho mình cái cặp lồng này. Và tại sao nó đắt đến mức như vậy thì vị khách mời đó sẽ giải đáp cho chúng ta trong video ngày hôm nay. Nhé. Nhớ like, share và subscribe, chúng ta bắt đầu video thôi. Và các bạn thân mến, đây chính là cô gái mà mình đã gọi về đây để chúng ta cùng nhau review những cái sản phẩm này. Đây là chị Vũ Hà Anh Thư. Bạn nào đã từng xem anh Vinh review những cái con siêu nhân trước ý, thì đã gặp chị Thư rồi. Hôm nay thì chị Thư sẽ tiếp tục ở đây để có thể giới thiệu chúng ta về những cái con siêu nhân mới. Và chị sẽ mang đến cái sản phẩm gì đầu tiên nhỉ? Chào Dương và chào tất cả các bạn. Thực ra là ở video đầu tiên ấy thì chị cũng đã giới thiệu một số sản phẩm rồi. Đúng, tuy nhiên là khi mà nhìn lại thì thấy vẫn còn thiếu một số thông tin, chưa được đầy đủ cho lắm. Thế nên là ngày hôm nay chị muốn chia sẻ với mọi người để mọi người có thể hình dung rõ hơn về các sản phẩm. Và đặc biệt là cũng sẽ mang đến rất là nhiều mô hình khác nữa. Chắc chắn là video ngày hôm nay sẽ rất thú vị và khiến mọi người phải liên tục thả. Wow. Đầu tiên thì chị muốn giới thiệu đến Dương cũng như là tất cả các bạn em Maggie King màu tím. Chính là con này. Đây là em này. Nó nổi bật thế này cơ mà. Con này em biết. Em biết như thế nào? Pháp thuật. Chuẩn luôn. Magi Magi Magiro. Thường thì các phiên bản giới hạn ấy, phiên bản đặc biệt thì em sẽ thấy là nó sẽ có mạ vàng hoặc mạ bạc đúng không? Đúng ạ. Tuy nhiên là cũng sẽ có một số trường hợp là sẽ được mạ màu sắc. Và cụ thể là Magi King này thì được mạ màu tím. Đó thì nó sẽ được sơn hết này, thay vì là chúng ta mạ. Rất là đẹp đúng không? Và chị bật mí nhá, là trên thế giới chỉ có 10 bộ như này thôi. Nên là sở hữu em này là cũng cảm thấy rất là tự hào. Từ từ. Phải đoán giá. Đúng rồi. Riêng cái tầm này phải đoán giá. Với cái mức giá như thế này thì em xin đoán, em xin phép được đấu giá là 100 triệu. Nó bằng cái cặp lồng bạc lần trước của anh Vinh cầm đi. Thực ra thì đối với những sản phẩm này thì giá của nó sẽ không có giá cụ thể. Thực sự là như thế. Nó sẽ tùy vào độ may mắn của chúng ta. Nghĩa là kiểu nó là hàng hàng tặng không rồi, không hề bán trên thị trường. Nên là rất là khó nói giá. Thế nhưng mà để mà định giá thì 100 triệu sẽ hơi khó. 100 triệu. Thôi, phần này chị sẽ bật mí sau được không? Được, ok. Đấy, và đặc biệt là với những cái bản mà sơn như thế này này thì chúng ta kiểu chạm lên ấy sẽ khó mà không bị để lại vân tay. Đó, và cũng khó chảy xước hơn. Nên là với những người như chị kiểu dùng như phá ấy, thì chị sẽ thích những cái phiên bản như thế này hơn. Tôi hỏi các bạn bỏ ra bằng đấy tiền, một số tiền rất đắt. Mà 100 triệu ban nãy thôi đấu giá, chị Thư cảm thấy là nó không phù hợp lắm. Chưa xứng đáng. Giá của nó còn cao hơn nữa đúng không? Đúng. Thì liệu các bạn mua cái này về các bạn có dám sờ tay vào? Tại vì thực ra em biết không, nó sẽ nằm ở những cái giá trị khác nữa chứ không phải chỉ riêng là số tiền là bao nhiêu. Ý là em thấy là nó đắt ý, nên là khả năng cao là nhiều người họ mua về sưu tầm hoặc là trưng tủ kính thôi, nên chúng ta cũng không dám sờ tay vào đây đâu. Nhưng mà nhớ, nếu nói về đắt thì em này lại chưa phải là đắt nhất trong ngày hôm nay. Hả? Chưa hề. Từ từ nhá, bình tĩnh. Cái con này nó cao hơn 100 triệu mà nó chưa phải đắt nhất. Chưa hề. Nhưng mà tại em thấy nó đẹp nhất ý. Mấy con này thì nó cũng bóng bẩy nhưng mà con kia cũng đẹp mà. Con nào cũng đẹp mà đúng không? Con này là lạ hơn đúng. Một tí. Hôm nay chúng ta hãy sống trong nhung lụa đi. Được. Con là tiền bạc. Được, sang con khác. Ok, sang con khác. Nào. Thì bây giờ chị sẽ giới thiệu đến Dương cũng như là tất cả mọi người một em khác, đó là em Gao King và con kia, em biết. Đây. Con này đúng không? Mấy con siêu nhân này thì em biết. Dương có nhận ra con này có gì quen không? Thì em xem siêu nhân mà nên em biết là đây là robot cơ động này. Nhưng mà em thấy là cả ba cái con này nhá, nó có cái màu gì nó lạ lắm. Các bạn nhìn màu như này thì chúng ta có thể rất dễ dàng liên tưởng đến những cái món đồ chơi mà em nhỏ hay chơi, nhưng mà nó rất là nhẹ. Còn cái con này thì nó nặng và nó đầm thực sự. Đầm dã man luôn ý. Em biết sao nó lạ không? Sao vì là nó được mạ bằng rất nhiều màu sắc, chứ không phải là chỉ có mạ vàng hay là mạ bạc. Thế là đây chính là những mô hình mà được mạ màu kim loại. Nghĩa là cái con này nó sẽ được mạ nhiều màu khác nhau. Rồi, mạ màu còn cái con này thì chỉ là mạ màu vàng hoặc bạc thôi. Ví dụ như con này chỉ có mạ màu bạc thế này. Vàng thế này. Đúng rồi. Nhưng mà chị nhá, thì cái công nghệ mạ màu kim loại này thì nó có khác gì với những cái mạ màu bình thường không? Thực ra là khác khá là nhiều đấy, và đặc biệt là với những cái mô hình như thế này thì rất là khó để có thể làm nhái được. Mà chị nghĩ là
chắc là không làm nhái được đâu. Từ từ, chị có chắc không? Chắc. Em có quen mấy anh bạn làm pháp sư ấy, sống ở bên Tây Tạng ấy, các anh ấy có khả năng phù phép biến hóa này. Con nào cũng có thể làm nhái được và nhái rất giống. Nhưng mà tại sao con này lại không nhái được? Có thể là anh ấy có thể nhái được mọi thứ, nhưng mà với sản phẩm này, với người này thì chị nghĩ là không, rất là khó. Tại sao? Tại vì sao? Thứ nhất ấy, là như em thấy, đó là để mà nhái được cái sản phẩm này là chúng ta phải mạ trực tiếp trên khuôn luôn. Trực tiếp trên khuôn đã là cái khó thứ nhất rồi. Và cái thứ hai đó là vì nó có nhiều màu sắc như thế này, thế nhưng mà không có nghĩa là chúng ta sẽ mạ màu linh tinh rồi ghép vào với nhau đâu. Đúng. Mà mỗi một bộ phận ấy là nó sẽ được mạ dựa trên màu gốc của nó cơ. Dựa trên màu gốc. Đây ví dụ đây, chị cho em nhìn nhá. Vâng. À đây, như cái chân của con gao này. Đấy. Thì em có nhớ đây là gao gì không? Gao trâu đúng không? Gao trâu. Nhưng mà em nhớ màu gốc của nó là gì không? Cái màu gốc của gao trâu nó sẽ là màu đen. Chuẩn rồi, màu đen. Là đó là màu đấy. Đen. Thế nhưng ở đây là màu gì? Đây là chị thấy đây là kiểu ghi xám xám, bóng bóng. Nhưng mà em cũng phải công nhận một điều đó là dù nó là màu gì, nó vẫn có một sự liên kết, gắn kết với màu gốc ban đầu, đúng không? Đúng, đúng. Chứ nó không phải là cái kiểu mà rời rạc không đồng nhất. Vâng. Đó. Với cả em có phát hiện ra là những cái màu mạ này nha, nó không bị lem đâu. Nó sẽ không bị lem, nó không bị bong chóc đâu nhá. Thật, các bạn nhìn này, nó sẽ không bị kiểu te tét đâu nha, mà mạ rất là đẹp, rất là chỉn chu. Thế nên chị mới nói là cái pháp sư của em làm sao mà có thể nhái lại được, đúng không? Nhưng mà cái con này chắc là từ lâu lắm rồi đúng không chị? Con này á? Đắt rồi à? Chắc chắn là đắt rồi. Ở đây thì chả có sản phẩm nào là không đắt cả. Thế nhưng mà thực ra thì còn một cái điều mà chị muốn cho Dương cũng như mọi người biết, đó là một phần đặc biệt, đấy là phần nhựa dẻo nữa. Em để ý xem nó có gì khác. Đây là cái kiếm các bạn ạ. Cái đuôi đấy. Thì cái kiếm này, à đây em thấy là kiểu cái thân kiếm ấy, cái tay cầm với cả cái lưỡi của nó khác nhau ấy. Thì tại sao mà từ cái chỗ này là nhựa dẻo hả chị? Chuẩn luôn, nhựa dẻo đấy. Đây, thì đây có phải là con gao cá mập đúng không? Dạ, đúng. Thì như phần đuôi của nó thì em thấy không, là đã được sơn màu xanh. Đây là sơn nhá, không phải là mạ. Sơn màu xanh để nó đồng nhất với cả màu mạ khác. Nó giống cái đuôi con này. Giống, nhưng mà với một cái bản mạ vàng bình thường ấy. Vâng. Thì cái đuôi của nó là nhựa dẻo thì sẽ được giữ nguyên cái màu của nhựa là màu vàng như này thôi. Đó. Chứ không hề được sơn. Thế thì tại sao mà cái phần nhựa dẻo này thì mình lại không có mạ lên mà chỉ có sơn vậy? Thực ra thì cái này theo chị tìm hiểu thì tất cả mọi thứ, không chỉ riêng nguồn đồ chơi, cứ vâng. Phần nhựa dẻo thì như cái tên của nó đấy, nhựa dẻo mà. Nên là nếu mà tác động vào thì rất dễ là bị bong chóc kiểu, này. Kiểu ví dụ mà trong các cháu, quá trình các cháu chơi các cháu sẽ bẻ như này đúng không chị? Nó sẽ bị bong, các thứ ra nó không được đẹp mắt. Vâng. Thiếu cái sự tinh tế. Thế nên là thường thì đến mô hình đồ chơi sẽ có hai phiên bản thôi. Nếu mà đã là mạ vàng thì nhựa sẽ giữ nguyên thế luôn, vâng. Để nguyên bản gốc luôn. Gốc, còn nếu gốc. Mà mạ màu kim loại thì phần nhựa dẻo sẽ được sơn để cho nó hài hòa và đồng nhất. Phải kỹ lắm mới làm ra được. Thế nên là đấy, chị nói đấy, nó có những cái giá trị khác chứ không phải chỉ riêng là về vật chất hay là tiền bạc. Cái con Magi King ấy thì em thấy là nó, nãy chị bảo là có 10 bộ trên toàn thế giới đúng không? Đúng rồi. Thì giá của nó là đắt hơn 100 triệu các bạn ạ. Cụ thể là dưới 1 tỷ. Đúng rồi, từ 100 đến 1 tỷ. Thế thì độ hơi rộng. Thế thì cái con này thì có bao nhiêu bộ trên toàn thế giới ạ? Con này nhá. Nhưng mà bình tĩnh chưa? Thôi, chị cứ nói đi, em không sao đâu. Con này thì trên toàn thế giới chỉ có đúng 5 bộ thôi. Đấy, chuẩn là 5 bộ thôi mọi người ạ. Đúng 5 bộ. Nên là rất là hiếm, nên là giá của nó cũng rất là cao. Có lẽ là chị sẽ bật mí cho Dương cũng như là mọi người biết vì... Hãy chọn ra đúng. Muốn đoán á? Rồi, em ok, đoán. Em đoán đi xem nào. Con này 5 bộ thì giá khoảng đâu đó 450 triệu. 450 triệu. Ok, chị sẽ coi như mức giá này là mức giá hợp lý. Okay, thì thực ra là với mô hình này thì đang có giá trên thị trường nhá, là giá trên thị trường thôi, còn thực ra cụ thể rất là khó. Thì giá của nó đang dao động là trên dưới 400 triệu. Really nigga. Các bạn chỉ cần bán hai cái con này thôi, ngay một chiếc VinFast là các bạn có thể mua được ô tô rồi. Tay đừng có run như thế. Đấy, không không, em run thật. Thực ra những cái hàng như này thì đúng là nó không có cái mức giá cụ thể nào thật. Theo như em có hiểu ấy thì những cái loại đồ đắt tiền ấy nó sẽ có 3 dạng. Dạng thứ nhất là họ sản xuất họ có bán. Chuẩn. Bán số lượng có hạn và giá rất cao, thì những cái này thì mình hoàn toàn có thể mua được. Cái loại thứ hai là cái loại hàng tặng như thế này thì nó sẽ có mức giá còn cao hơn nữa, bởi vì ok, có thể người ta quý mình, người ta cho mình với giá không đồng như chị vừa bảo ấy, còn không thì chúng ta hoàn toàn có thể mua nó với mức giá trên trời. Tùy theo người ta định giá như nào thôi. Đúng rồi đấy, tùy theo may mắn của chúng ta nữa. Và thực ra thì vì là nó rất là hiếm mà, thế nên là nhiều người muốn sở hữu mà không có, thì mức giá của nó sẽ càng được kiểu nâng lên và giá trị ấy. Ok, thế bây giờ đến một cái loại thứ ba đi. Chị có cái con nào trên này mà rơi vào cái trường hợp đó là không bán, nghĩa là không sản xuất ra để bán mà cũng không sản xuất ra để tặng đại trà cho các bạn không? Có con nào? Có luôn. Nhưng mà tại vì chị đang thấy là từ nãy đến giờ thì em đang kiểu hơi ngộp với những cái sản phẩm mang đến ấy. Mà cái con tiếp theo thì nó còn kinh khủng hơn nữa. Nhưng mà chị sợ là nếu em ngất ra đây thì chị không biết làm thế nào cả. Từ từ cho em đoán nhá.
Có phải con này không? Rất tiếc là không phải. Không phải, bởi vì em thấy những con nào nó càng nhỏ thì nó sẽ càng nhỏ mà có võ à? Nhỏ mà có nhưng võ mà kiểu trường hợp này thì không đúng lắm. Con này chuẩn, đấy chính là Dai Jujin. Đó, tên là Dai Jujin. Siêu nhân. Nghe đã thấy kiểu sang sang ấy. Con này hơi nặng. Ơ thế chị giới thiệu luôn cho các bạn đi. Okay. Em cũng không có dám chị nói bừa. Chính là nữa. Dương với cả mọi người cũng đang rất là tò mò rồi. Về cái con này tại sao mà chị lại nói với cái giọng điệu như thế, vâng. Rồi cái lời văn như thế. Nhưng mà thực ra thì nếu mà sau khi bật mí với con này xong nhá, chị mà có lỡ mà bị ném đá thì em phải bảo vệ chị nhá. Được. Và mọi người ơi, đây chính là giá là trên dưới 1 tỷ Việt Nam đồng ạ. Ôi, em không bất ngờ à? Ôi Hải, đóng máy đi, không quay. Thôi đừng mà, hở lại với chị. Nhưng mà có tin không? 1 tỷ. Đúng rồi, 1 tỷ, trên dưới 1 tỷ. Tôi đang cầm 1 tỷ trong tay và đây là... Thấy nó nặng hơn vừa nãy không? Tự nhiên nghe giá xong nó nặng hơn mọi người ạ. Vừa nãy đã nặng rồi là nặng hơn, kiểu run run như này này. Giá của nó bằng một đồng Bitcoin và thậm chí còn có thể hơn như thế. Với một cái mô hình như thế này, nghĩa là con này cũng nó rơi vào cái tầm đó là không tặng không bán đúng không ạ? Thực ra là thế nhá, thế nên nếu mà để hiểu rõ hơn thì chị sẽ nói cho Dương cũng như là mọi người biết về lý do tại sao mà nó lại có giá trị như vào, thế. Sờ thoải mái, cứ sờ thoải mái. Còn có cả kiếm. Có cả kiếm à? Này, bây giờ mà giật ra bán cái kiếm thì xương xương các bạn cũng mua được cái ô tô đấy. Đấy thì như em vừa hỏi đấy, vâng. Thì tại sao con này lại như vậy? Vì là nó có một cái lai lịch siêu khủng luôn. Đúng kiểu nói là gia thế khủng đấy. Kiểu là em có nhớ công ty công ty Saban Entertainment không? Saban. Đúng rồi. Saban Entertainment. Công ty đó là công ty đã mua bản quyền và sản xuất phim siêu nhân trên thị trường Mỹ và châu Âu. Power Ranger. Chuẩn luôn, và đấy chính là phim đấy. Siêu nhân Nhật Bản là Super Sentai. Đúng rồi. Thì khi mà phim đầu tiên ra mắt ấy, vâng. Thì đã nhận được một cái sự thành công vang dội, có thành công quá là lớn ấy. Thế nên là hãng Bandai đã sản xuất ra mô hình Dai Jujin này để tặng cho công ty Saban cũng như là một số công ty thành viên. Vâng. Đấy, em thấy cái lai lịch khủng chưa? Và trên thế giới thì chỉ có tổng cộng là 5 mô hình như này mà thôi. Đúng 5 mô hình. Có nghĩa là cái con này thì là nó được tạo ra để tặng cho công ty Saban. Nghĩa là tặng cho đối tác của mình thôi. Đúng rồi. Chứ còn không tặng cho người ngoài. Đúng rồi. Chỉ có Saban và một số công ty của thành viên ấy. Đấy, kỷ niệm cho cái sự thành công vang dội của phim siêu nhân lúc mà lần đầu ra mắt. Nghe chị Thư nói về cái lai lịch của nó thì chắc chắn là các bạn sẽ không thể nào được tặng cái con này. Và cả một công ty đối tác thì mới được tặng một con này thôi. Và không biết là bằng cách nào đó chị Thư đã có thể mang nó về đây. Thế này thì một lần nữa chị sẽ chia sẻ, nó cũng là một quá trình rất là gian nan và đầy khó khăn. Thế nhưng mà không phải chỉ về cái lai lịch mà nó được nâng giá như vậy, vẫn còn lý do khác nữa. Nghĩa là cái giá trị của nó đúng không ạ? Đúng rồi, vâng. Thì nếu mà như em để ý nhá, thì em sẽ thấy là cái màu vàng của nó so với màu vàng của những cái phiên bản mạng khác ấy. Dạ đúng rồi. Nó sẽ hơi khác nhau đúng không? Màu vàng nó sẽ hơi khác nhau. Đó, thấy không? Em có thấy như thế không? Wait a minute. Em có biết chị định nói gì không? Từ từ. Chị đừng bảo em đây là vàng thật nhé. Chị nghĩ là em đang đoán đúng. À. Chuẩn rồi, đây chính là vàng 18K thật và đã được phủ toàn bộ trên em Dai Jujin này. Đêm nay tôi sẽ không tắm nữa. Nhưng mà em có biết không, tức là không phải là phủ một lớp vàng mà mỏng mỏng đâu, mà nó còn dày ấy, nó khá là dày. Đúng rồi, và nếu mà chị em mình mà cạo ra là sẽ đủ để làm một bộ trang sức đấy. Tin không? Oh my God. Cạo thử không? Ôi Hải, đóng máy đi, quay. Thôi đừng mà. Nhưng mà thực ra ấy, thì cái việc vàng thật hay là vàng giả thì nó cũng không quyết định quá nhiều đến giá trị của một mô hình như này đâu. Vâng. Tại vì em thấy không, một số mô hình khác là mạ vàng thôi mà, vàng giả thôi. Vâng. Nhưng mà vẫn rất là đắt, đúng vâng. không? Cũng toàn kiểu vài trăm triệu cái ấy. Cái độ hiếm của nó ấy. Đúng rồi, nó độ hiếm với cả có một yếu tố nữa khiến cho em Dai Jujin này trở nên vô cùng đắt giá. Đó là gì em biết không? Đây chính là phiên bản giới hạn mạ vàng đầu tiên trên thế giới của dòng phim siêu nhân. Surprise chưa? Tôi không biết là bằng một cái phép thần kỳ nào đó mà chị Thư lại có thể mang được em Dai Jujin này về. Nhưng mà đây đúng là phép màu các bạn ạ. Đây là phép màu. Thực sự luôn. Đây là kiểu swing ấy. Chị đã làm phép để nó về đây đấy. Với cả nhá, em biết tại sao không? Chị sẽ chia sẻ rõ hơn để vâng. cho em cũng như là mọi người hiểu là tại sao lại nói là phiên bản đầu tiên trên thế giới. Dạ. Thì thực ra là Dai Jujin này sẽ có hai phiên bản.
Mạ vàng này sẽ có hai phiên bản nhé. Thì một phiên bản là để dành cho thị trường Nhật. Vâng. Đó thì thị trường Nhật là sản xuất vào năm 1992 và có 10 bộ. Vâng. 10 bộ. Còn một phiên bản khác chính là phiên bản này là để tặng cho công ty Saban đấy, như chị đã nói, thì là sản xuất năm 1991. Đó, nên là nó là phiên bản đầu tiên. Khủng khiếp trên thật. Thế giới năm 1991. Mà các bạn nhìn này, cái lớp mạ của nó vẫn vô cùng là bóng loáng, không bị xước các thứ gì đâu, đẹp cực luôn. Nếu sợ mà nhìn gần, lát nữa thì chắc là sẽ nhờ là cận cảnh vào để cho mọi người có thể chiêm ngưỡng được nó rõ hơn. Tại vì chị thấy là em cũng là một người am hiểu về phim siêu nhân ấy, chắc là cũng từng là fan đúng không? Đấy thì cái hồi mà công chiếu thì thực sự là hàng triệu người thích. Đúng từ rồi. Người già đến người trẻ luôn. Thế nên là dám cá là không có một tuổi thơ ai không xem phim nhân. Đúng rồi, đấy thế nên là cái việc mà mình được chưa nói đến sở hữu nhá, mà chỉ là được tận mắt bên ngoài đời thực mà chiêm ngưỡng cũng như là kiểu trải đã nghiệm mô hình như thế này, thì chị chắc chắn đấy là cái mong muốn cũng như là thậm chí là mơ ước của rất rất nhiều người trên thế giới đấy. Là chúng ta đang là những người may mắn. Có nghĩa là với tất cả những cái giá trị đó thì các bạn ạ, nãy tôi bảo là con này có giá 1 đồng Bitcoin, nó vẫn còn hơi thấp, chắc chắn là nó vẫn còn hơi thấp. Vì những cái thứ nó, thực ra nói thẳng ra là những cái này nó bị vô giá ấy chị ạ. Đúng rồi, vô giá đấy. Chỉ là người dùng họ, vâng, chỉ là người dùng họ có muốn bán đi hay không hay thôi. Chứ còn họ có nghĩ là họ có đẩy lên một vài đồng Bitcoin, vài nghìn đồng Bitcoin thì chắc chắn là những ai đam mê họ vẫn muốn sở hữu. Đúng rồi, thực sự là rất là khó khăn để có thể sở hữu được con này. Thực sự khó khăn luôn, kiểu trải qua rất nhiều quá trình gian nan thì mới có thể mang nó được ở đây, ở Vật Vật Studio trong ngày hôm nay. Nói chung là nãy giờ chúng ta cũng nói về khá là nhiều rồi. Thì em chỉ còn cái thắc mắc nữa, đó là ví dụ như có nhiều bạn khác ấy muốn tìm hiểu thông tin về con Dan Yujin này để các bạn xem là chị em mình không có chi trả hay là không ấy. Đấy, thì các bạn ấy có thể xem ở đâu ạ? Thực ra là để mà xem những cái thông tin về mô hình Dan Yujin này thì mọi người có thể tìm đọc ở cuốn sách, thì mình sẽ để hình ở bên dưới nhá, ở bên dưới màn hình. Vâng. Đường link đấy mọi người có thể truy cập vào, hoặc là mọi người có thể xem một bộ phim có tên là The Toy Made Us Season 3 ở trên Netflix ấy, thì nó sẽ có một vài đoạn là sẽ nói về Dan Yujin. Dạ vâng. Chúng ta cùng nhau lật lại vấn đề mà mình hỏi ở phần đầu video, đó là làm thế nào, bằng cái phép màu nào, bằng cái mối quan hệ nào mà chị lại có thể mang được Dan Yujin mạ vàng 18k số lượng giới hạn limit lực chỉ có 5 con trên toàn thế giới về đây. Thực ra thì cái vấn đề này nó khá là nhạy cảm. Khá là nhạy cảm, thực sự là như thế. Nhưng mà ok, chị sẽ nói thật thôi, vì chị là người thật thà mà. Thì như của em cũng biết đấy, thực ra sản phẩm nào nó cũng sẽ có một thị trường riêng của nó. Vâng. Đúng, nó sẽ có kiểu như cái ngạch riêng của nó. Thế nên là chúng ta không mua bán được ở bình thường này thì chúng ta sẽ vào thị trường riêng của nó, hay còn gọi nôm na như kiểu là chợ đen đấy. Đấy thì chúng ta sẽ có thể sở hữu được. Nhưng lại, mà lại ngục các thứ. Đúng rồi, nhưng mà cũng phải mất rất nhiều thời gian và rất nhiều công sức. Thế nhưng mà em biết không, vì là cái sản phẩm này nó mang giá trị quá là cao. Vâng. Thế nên là cũng bị liên quan một chút đến pháp luật nữa. Thế nhưng mà yên tâm là đến thời điểm này thì đã là, ý là cái sản phẩm Dan Yujin này đã được sở hữu một cách hợp pháp. Vâng. Bởi một cá nhân. Nói chung là từ năm 1991 cho đến tận hiện tại, và trải qua rất là nhiều những cái con đường khác nhau, thì cái chiếc Dan Yujin này, một cái chiếc robot rất xinh và rất nặng, bây giờ mình không nâng nó nữa rồi, thì nó đã về đến Việt Nam. Rồi nói chung là cái vấn đề đó thì chúng ta cũng không hỏi quá nhiều nữa, chỉ biết là cả mình và cả các bạn đang xem video ngày hôm nay là những người thực sự may mắn khi được xem chiêm ngưỡng, và mình thì mình được sờ cái em Dan Yujin này. Và chắc chắn đây là cái em mà khủng khiếp nhất trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Chuẩn rồi, và đây chính là mô hình mà đối với chị đánh giá thì nó mang giá trị lớn nhất. Vâng. Cả về tinh giá thần. Trị tinh thần lẫn cả giá trị thực tế của nó. Đúng rồi, đúng vâng. Rồi. Thôi, thì bạn chơi một mình. Xin phép là cho bạn ra. Để ở góc kia để mọi người vẫn có thể chiêm ngưỡng nó. Mọi người nhìn lên nhé. Đấy. Cho nó ở đây. Okay. Chơi một mình. Rồi. Rồi. Chào bạn. Tạm thời là chúng ta sẽ kết thúc cái việc tìm hiểu một cái sản phẩm mà siêu khủng như thế, thì vâng, chị sẽ giới thiệu đến Dương cũng như là mọi người một sản phẩm khác mà chị nghĩ là về sản phẩm này thì mọi người sẽ không bị quá bất ngờ về giá. Vâng. Nhưng mà sẽ bị bất ngờ, đó là chị chắc chắn là khoảng 99% mọi người chưa từng nhìn thấy nó, chưa từng nhìn thấy và cũng chưa từng tưởng tượng ra được màu sắc của nó. Vâng. Nó, và nó chính là tan. Thì cái vấn đề là cái con này, cái tôi vừa bị kéo mút xuống ạ mọi người ạ. Cái vấn đề là cái con này nó cũng lạ mà. Ừ, rất là lạ, rất là lạ, kiểu hồng hồng xinh xinh. Thực ra con này nãy giờ em nhìn thấy rồi. Okay, nhưng em thấy kiểu màu, tôi đang muốn nói con này này, nhưng tôi đang PR cho con này này. Kiểu màu cuối cuối, chị nhìn con này màu sắc đẹp không? Đấy, nhìn màu sắc đẹp nhưng mà rõ ràng mọi người phải nhìn nhá, như con này mình có thể hình dung được màu của nó đúng không? Vì nó đúng, vẫn là mạ vàng. Ok chưa? Nhưng con này là một cái màu mà không ai tưởng tượng được. Ừ, bây giờ em có tưởng tượng được màu này là màu gì không? Chị còn chẳng biết nó là màu gì nữa mà. Từ nãy giờ chị nói em để ý nhá,
Nghĩa là cái con này đúng là nó chỉ có một màu thôi. Đúng rồi, và chị không biết đây là mạ màu gì. Ít ra thì tôi còn có thể mô tả cho các bạn là con này nó có màu đỏ này, màu vàng kim. Đấy, cánh hồng hồng xinh xinh. Cánh hồng xinh xinh. Xanh dương rồi xanh lá các thứ. Chứ còn còn cái con này thì đúng là không nhìn thấy thật. Rồi và chắc chắn là chị đoán đấy, chị nói rồi nó, mà. Nó đồng đồng với chị. Đúng rồi, 99% là mọi người chưa từng nhìn thấy con này. Thanh niên này thì em biết tên. Thanh niên này là Killer O. 100 điểm chuẩn luôn. Thực ra thì con này thì nó không có quá nhiều giá trị. Tức là ý chị là những cái giá trị như kiểu đa chu trinh thì không có. Và chủ yếu chị mang đến đây là để mọi người có thể chiêm ngưỡng là chính thôi. Tức là để ngắm nhìn nó và để đánh giá thực tế thôi không. Với cái chuyên môn về động vật của tôi thì tôi thấy rằng là con này giống con khủng long. Đúng, cái chiếc Killer O này cái chiếc Killer O này được hình thành nên từ hai con khủng long. Một là loài Stegosaurus và hai là cái loài rực long. Ok, và chúng ta đang chuyển sang chương trình Thế giới động vật nha mọi người. Và như vậy là các bạn vừa được trải qua những giây phút hết sức là hớt hồn và lần này không rụng trứng nữa mà rụng tim các bạn ạ. Bởi vì là giá của những cái sản phẩm ở trên bàn này quá đắt. Và chị có thể bật mí cho các bạn là với mức giá của tất cả những cái sản phẩm ở đây thì chúng ta sẽ có thể làm được những cái gì không? Tuy là hơi nhạy cảm nhá, nhưng mà thực ra thì tất cả sản phẩm ở đây nó sẽ có mức giá so với cái gì được nhỉ? Chị cứ so sánh một cái gì đấy dễ hiểu đi. Ô tô đi. Ok, ô tô nhá. Ô tô đi. Nó sẽ ngang với một con Porsche Macan phiên bản mới nhất và kèm theo là rất nhiều option khác nữa. Đấy, là các bạn sẽ hình dung ra được giá của nó là các bạn cứ định giá nha. Nãy tôi bảo là giá dưới 1 tỷ đến mức giá quá tệ bạc với những cái sản phẩm như này. Tại vì thực ra là riêng Daijunin là chúng ta đã có thể là tầm 1 tỷ rồi đúng không? Đúng rồi. Và đây còn có rất nhiều những mô hình khác nữa. Thế nên là trong đó thì và đúng rồi. Con Porsche. Nói chung là toàn mùi tiền thôi. Nào, trước khi các em ra đi xung thì quanh chúng ta là tiền ê. Chúng ta sờ nó một lần nữa đi. À quên, còn một cái con nữa. Đây. À. Đấy. Em để xuống đây. Ta. Decarbase, trụ sở của SPD. SPD là viết tắt của Special Police. D là gì ta? Tự nhiên quên mất rồi các bạn, nhưng mà không sao. Nhắc lại cho các bạn, bạn nào đã quên ấy thì cái con cặp lồng mạ bạc của sếp Vinh ấy chỉ là 100 triệu thôi, hơn trăm triệu. Thì cái con này thì mình biết giá của nó là đâu đó khoảng trên dưới 400 triệu. Thế thì tại sao lại đắt như thế hả chị? Ok, em mới chỉ sách thôi chứ em chưa dám làm gì nó cả. Là điều bí mật là ở bên trong. À bên trong à? Đúng rồi, bên trong. Bây giờ nhá, chị sẽ mở nó ra thì em sẽ biết là tại sao nó lại có giá là hơn 400 triệu và bí mật bên trong là gì. Ok. Theo dõi nhá. Có nghĩa là trong cái con này nó có đầy đủ tất cả xe của các siêu nhân đúng không? Chuẩn luôn, đấy là lý do mà cái bộ trụ sở mạ vàng này nó lại có giá cao hơn rất là nhiều so với em nhớ bộ rồi. Trụ sở trước. Bộ trước của sếp Vinh không có. Chuẩn luôn, không có, chỉ có một cái mô hình như thế thôi. Cái cặp lồng bằng bạc trước ấy các bạn ạ, là không hề có những cái chiếc xe này bên trong mà chỉ đơn thuần là một cái trụ sở bình thường thôi. Nhưng mà cái trụ sở này của tôi là trụ sở cặp lồng bằng vàng. Nên là à không, em thấy nó cũng giống một cái cặp lồng đấy. Bạn nào nhưng mà cặp lồng này thì không để không thể để đồ ăn nhá. Cái này là chỉ để những cái xe này thôi. Có khoảng trống mà để cho các bạn có thể đựng đồ ăn đấy. Nếu mà em cầm cái cặp lồng này đi ra ngoài đường thì chị nghĩ là chắc là đến cả bản thân mình cũng không còn giữ được. Mang cái này ra đường chắc chắn là người ta sẽ xô xé em. 10 người sẽ có 11 người nhìn cái cặp lồng để cơm giá tận 400 triệu như thế này. À, một cái bất mí nữa đấy là những cái xe này thì chắc em cũng biết đúng không? Đã, em đúng là rồi. Fan siêu nhân mà, tức là sẽ thì lắp sẽ... được thành một con robot khác. Đấy, lắp vào thành chân này. Đây, chị sẽ cho em lắp. Đấy. Hình như là tôi phát hiện ra một điều nữa các bạn ạ. Cái xe này nó có công tắc. Từ từ nữa, từ từ. Bật thử xem nào. À. Có khi nào nó kêu cái tiếng đó không ta? Nghe kiểu mắt lòng mắt dạ. Anh Dương tin chắc chắn là những ai mà là fan của siêu nhân ấy thì nghe cái nhạc này rồi nhìn cái mô hình này chắc chắn rất là thích. Đặc biệt là những cái em xe như thế này. Tuyệt vời. Rồi bây giờ em lắp thử đi, em lắp thành một con robot cho mọi người xem đi. Ta-da, vậy là từ trụ sở, à không, gọi là cái cặp lồng đi. Cái cặp lồng mạ vàng ban đầu thì Dương và mình đã lắp được thành hai. Một cái cặp lồng khác nó to hơn. Đấy, đây là mô hình robot Dika các bạn ạ, phiên bản cặp lồng.
hay còn gọi là DK Base. Thế nên mọi người đã hiểu tại sao lại có giá là trên dưới 400 triệu chưa? Tại vì là rõ ràng là nó sẽ kiểu phức tạp và nhìn cũng thú vị hơn rất là nhiều so với cái cặp lồng màu bạc, đúng không? Đúng ạ. Và năm cái xe thì như các bạn biết rồi, chúng ta có thể lắp được thành một con robot như thế này. Đó. Đây chính là từ 5 chiếc xe ở bên trong cái cặp lồng. Và từ nãy giờ vọc vạch thì em có phát hiện ra thêm hai cái điều nữa rất thú vị. Không biết chị để ý hay không? Đầu tiên đó là với con robot nhỏ như này. Như các bạn thấy ban nãy nhá, thì xe của siêu nhân đỏ có khả năng là phát sáng và tạo ra tiếng kêu, đúng không? Đây, em khi đây cho mọi người. Đấy, thì khi mà chúng ta lắp nó vào như thế này này thì cái nguồn điện nó sẽ được truyền luôn cả về chân, hai bên chân của con robot này nữa, thì nó cũng có thể kêu như thế nhá các bạn và phát sáng luôn. Chuẩn bị surprise này. Đó. Các bạn sẽ thấy cả đèn xuất hiện ở ngực và chân của robot. Đỉnh không? Vô cùng xịn sò. Một thiết và kế. Còn một cái nữa các em có nhìn thấy không? Đấy là cái kiếm ấy, cái kiếm con robot này ấy. Đây này, đây nhìn nhìn. Đây, ta da. Và đây chính là chiếc súng được giữ nguyên bản nhựa dẻo. Đấy, nhìn súng mà nhìn cực cute hạt me chưa? Đúng rồi, em thấy nó có cái nhựa dẻo nhìn nó đáng yêu hơn hẳn. Còn đây là chiếc kiếm. Quên, đây không phải kiếm của mình, kiếm mình như này cơ. Thì cái kiếm này nó sẽ, em thấy là nó cũng có hai màu đúng không? Đúng rồi. Và ở trên là nhựa cứng này. Còn cái phần thân bên dưới sẽ là nhựa dẻo. Đúng rồi, nhựa dẻo thì giữ nguyên đúng không? Nguyên đúng bản rồi. Gốc như chị nói đấy, còn nhựa cứng thì sẽ được mạ lên. Đó. Vâng. Thế thì chị ơi, với những kiểu cái mô hình thế này ấy, thì chúng ta sẽ có cái sự kiện gì sắp tới đúng không? Thực ra thì ở video đầu tiên thì chị cũng đã chia sẻ về sự kiện rồi. Thế nhưng mà mọi người cũng biết đấy là tình hình chung thôi, là bị dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng. Thế nên là sự kiện sẽ không thể diễn ra theo đúng như kế hoạch. Thế nhưng mà không sao cả, chúng ta sẽ hy vọng là một ngày nào đó khi mà tình hình ổn định hơn thì chúng ta lại có thể cùng nhau tổ chức sự kiện đúng không nào. Còn hiện tại thì mọi người có thể lên trang website là vietnamtoyshow.com để chúng ta sẽ coi như là chiêm ngưỡng này, rồi cũng như là nhìn ngắm những cái mô hình như thế này ở trên website, coi như là tham quan online ấy. Và không có ai sờ cho các bạn xem đâu nhá. À quên, thế còn cái mèo bú sao? Tôi xin cậu hãy gọi nó là mèo bú. Nghe nó đáng yêu như thế mà tại sao lại gọi là mèo bú được nhở? Là mèo bú. Mèo bú mà. Thế nhưng mà thực ra cái đấy thì chị thấy cái tên đấy nó đang không hay lắm. Nghe mèo bú nó cứ bú bú sao ấy, nó chưa hay lắm nên là chị sẽ nghĩ ra một cái tên khác, nhưng bây giờ thì chưa nghĩ được thôi. Vâng. Nên là sẽ chưa công bố. Và nhân tiện đây thì bác nào nhá, đi qua mà xem cái video này thì nếu mà nghĩ ra cho mình được một cái tên nào hay ho thì có thể comment bên dưới nhá. Tôi sẽ vô cùng cảm kích vì bây giờ tôi chưa nghĩ ra được cái tên nào cả. Và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau chiêm ngưỡng rất là nhiều tỷ ở trên cái bàn này ngày hôm nay, rất nhiều tỷ chứ không phải là một tỷ nữa rồi. Xung quanh toàn là tỷ luôn. Thì nói chung là cái cảm nhận của em nó cũng khó nói quá. Em chỉ biết là cảm ơn chị thôi. Hôm nay đã dành thời gian đến đây chia sẻ cho em cũng như là các bạn và mang đến những cái món đồ chơi cực kỳ khủng khiếp như thế này. Thực ra thì khi mà chị mang đến đây những cái mô hình như thế này thì chị cũng chỉ mong muốn là mọi người sẽ có thêm những cái nhìn rõ hơn, hiểu rõ hơn, để khi mà nhất là với những ai mà yêu thích những cái sản phẩm như này này thì sẽ có thêm những cái hiểu biết nữa, những thông tin mới nữa về sản phẩm. Ngày hôm nay thì cũng rất là cảm ơn Dương cũng như là mọi người đã theo dõi video cũng như là đã đồng hành cùng với chị để chúng ta cùng nhau trải nghiệm những mô hình vô cùng tuyệt vời như thế này. Hy vọng là sắp tới trong tương lai thì chúng ta sẽ còn được trải nghiệm thêm nhiều mô hình khác hay hơn, và cũng hy vọng là dịch bệnh sẽ ổn định để chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong những sự kiện sắp tới. Ok không? Chị mang cái nào rẻ hơn cái này đâu. Chị thì đang mong là mình sẽ càng ngày càng mang đến nhiều sản phẩm chất lượng hơn nữa. Đến đây thì có đắt lẽ quá là mình cứ run nên là không nói được quá, nên là thôi đến đây chúng ta sẽ chắc là sẽ tạm biệt mọi người thôi. Ok. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video sau nếu có. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ. Nhớ like, share và subscribe Phố Ăn Chơi để đón xem những sản phẩm đắt hơn nữa. Bye bye nhá.